Hôm nay mình sẽ làm món hèo non quấn mía nướng trên bếp than hồng. Mời các bạn cùng làm với mình nha. Hèo mua về sơ chế sạch sẽ, sau đó ướp với gia vị tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Ướp hèo khoảng 20 phút, sau đó quấn quanh cây mía để lên bếp lửa hồng để nướng. Trong quá trình nướng, ta phải trở đều liên tục do mặt mía chảy ra tránh bị khét. Lúc này là gần chín rồi nè, mùi thơm bốc lên nghi ngút, làm bụng ta thêm cồn cao. Ta chú ý trở đều hai đầu cho chín đều. Nhìn màu vàng đẹp chưa mọi người? Món phèo nướng mía đã hoàn tất, mời mọi người cùng ăn với ba con mình nha.